Kính thưa quý vị và các bạn, như các tập trước chúng ta đã được khám phá những cái món ăn như là bánh canh, hủ tiếu. Và tập tiếp theo chúng ta sẽ đến một khu vực đó là Đồng Nai, ở một cái hẻm gọi là chợ Kỷ Niệm. Và ở đây có một cái món ăn rất là hay, ăn đố lưu. Món ăn này làm từ bột gạo. Bột gạo. Có điểm gì nữa không anh? Mình đổ lên một cái chảo nóng. Và khi đổ lên thì nó kêu một cái âm thanh rất là hay. Nói đến đây chắc em đoán được món gì rồi đúng không? Em đoán được rồi. Vậy là cái âm thanh đó nó trùng với cái tên luôn đúng không? Bánh xèo đúng không? Đúng rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một món ăn đó là bánh xèo. Và cái món ăn bánh xèo này đến ở một cái vùng đất có một cái tên rất là Đồng Nai. Và cái quán nó nằm ở trong một cái chợ, tên cũng rất là hay. Em biết tên gì không? Chưa biết. Chợ Kỷ Niệm. Chắc là chợ này có nhiều kỷ niệm lắm cho nên mới có một cái tên như vậy. Dạ, mà chúng ta xong chắc em cũng lưu luyến một số kỷ niệm gì ở quán cho coi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá nha các bạn. Và đây là con hẻm 141, còn có một cái tên đó là chợ Kỷ Niệm. Bây giờ chúng ta hãy cùng vào để chúng ta khám phá nha các bạn. Wow, một không khí rất là nhiều. Dạ con chào cô. Dạ cô cho con hỏi cô tên gì ạ? Cô tên Nga. Cô tên Nga. Cô. Ôi quán này mình mở được bao lâu rồi cô? 26 năm rồi đó. 26 năm rồi cô. Wow. Lâu quá thì ha. Cô bán là năm 90. Cũng một thời gian khá lâu rồi đó. Trời ơi cực khổ, mưa nắng mưa chú ơi, ở ngoài đường vậy chú ơi khổ lắm. Và quán này có tên là gì không cô? Không, có chợ kỷ niệm à. À, cái này gọi là chợ kỷ niệm, theo đây người ta gọi là bánh xèo. Dạ, sáng một lại coi họ bán đông đầy rộng ở trong kia. Vậy là bánh xèo kỷ niệm hả cô? Nhiều quá là mình bán đồ ăn thôi. Chiều nay tay nghiệp đồ ăn rồi, đồ chợ đó, chiều mình bán đồ ăn đây. Ở chợ này tại sao gọi là chợ kỷ niệm cô? Cô cũng biết đó, hồi má cô còn biết là 60 năm rồi. Có cái đài kỷ niệm đây nè. Đài kỷ niệm. Cái chỗ là một quá. Tượng đài kỷ niệm cho người ta đặt tên là cái chợ kỷ niệm. Dạ. Đây cô cho con hai cái đi cô. Đây. Đó liền đó. Hai người chắc phải ăn bốn cái đó đúng không? Dạ con. Dạ con. Hai con. Rồi cái hai cái thêm. Rồi ăn thôi, ăn nữa lấy nữa. Dạ. Cô ơi, cái bánh xèo này làm gia truyền hay là mình tự mình học hỏi rồi? Trời ơi, khổ quá rồi, nhà ăn sao đổ bán vậy chứ gia truyền gì đâu. Ban đầu bán cái ít lắm quá, cái làm con ngon. Con thấy là một số chỗ nó bán bánh xèo á thì họ đổ bằng cái chảo nhôm, nhưng mà con thấy cô đổ bằng cái chảo gang, nó có cái gì khác biệt không cô? Chảo gang ít mùi tét mà nó ngon nữa. Mà cô đổ than nó rất là ngon, y như là hồi xưa ông bà mình đổ. Dạ. Đổ than rất là ngon. Đổ ga nó không ngon bằng đổ than. Và con thấy là cái chảo gang nó giữ độ nóng lâu hơn cho nên là cái bánh xèo của mình nó được cái độ giòn lâu hơn phải không đó, cô? Dạ. Các bạn khán giả có thấy không, cái điểm khác biệt ở quán này đó là họ sử dụng chảo gang và không sử dụng chảo nhôm. Vì chảo gang cái độ nóng của nó giữ lâu hơn và cái độ giòn nó sẽ cao hơn. Thứ hai, chảo gang nếu chúng ta để lâu mà chúng ta làm á thì nó sẽ càng ngày nó càng chóc mà nó không có bị dính chảo. Chính vì vậy mà cô ở đây cô đã sử dụng chảo gang. Một ngày mình bán được cỡ bao nhiêu ký bột? Cô ngâm đúng mấy, cô ngâm gạo cô sai à? Cô đổ liên tục từ lúc mở cho đến lúc hết luôn hả cô? Chứ không nghĩ tay luôn. Và làm cái nghề này con thấy lắm. Rất là cực đúng không cực cô? Lắm cô. Mình ngồi khói lửa rất là nhiều. Ít ra chị ngồi xuống đôi dạ. Cực lắm. Đấy, cô mới nói là... Tại vì ông cha ta hồi xưa hay có câu nói là quanh năm khói bụi đen xì. Suốt ngày trong bếp thấy gì tương lai. Rồi. Còn ai và ngày nay là người sử dụng bếp củi cũng rất là ít. Dạ, người ta sử dụng bếp ga rất là nhiều rồi. Mà sử dụng bếp củi rất là cực. Đổ ga không có ngon. Hai anh. Chắc giờ tụi con ăn thử nha cô. Rồi, ăn đi. Dạ, con mời cô. Bánh nóng chú riết á, bánh nóng ăn hấp dẫn. Vâng. Nè con gái, cái này cũng nóng rồi con. Cảm ơn cô. Giờ nhìn rổ rau là con thấy là hấp dẫn rồi. Ở đây con thích ăn của cô là nhờ cái rau con. Và cái bánh xèo ở đây con thấy là nó nhỏ nhỏ vừa vừa chứ không có lớn như các cái tiệm khác.
thì chắc là một người ăn một cái nó sẽ không có ngán. Dạ. Người ăn hai cái. Người tối luôn á. Ấm xèo là quý vị. Bây giờ mình sẽ chấm nước mắm. Do là hết tôm trước rồi. Bắt một các bạn ăn ở đây các bạn sẽ nhớ rất là nhiều kỷ niệm các bạn. Kỷ niệm lắm á. Đâu tôm ta cái gì bột nhiều nha. Ăn rồi đó ăn ngoài luôn á. Ông anh cầm giùm. Ừ, có đá con, cái ca xanh đó con. Nước chấm ngon quá cô ơi. Phải không? Cây cô nhà nước chấm cô chết luôn á con. Ớt rồi cây xanh, nó có đá đâu cô ơi. Sau khi ăn thử một cái bây giờ cái thứ hai nước mắm ở đây rất là trong, quý vị thấy là nước mắm ở đây rất là trong và cái đồ chua của bà cũng rất là đều và đầy đủ màu sắc. Các bạn thấy là cô làm liên tục không ngơi tay và khách đang vô rất là đông. Và khách ở đây các bạn thấy là không phải là người sang trọng cũng có, người bình dân cũng có và tất cả các bạn sinh viên. Tại vì ở gần đây nó có một cái trường học phổ thông và sau khi học sinh học xong họ có thể ra đây họ ăn rất là đông. Nhờ thầy mà em mới biết quán bánh xèo này nha. Để bữa sau hả em dẫn gia đình với bạn bè em tới đây ăn mới được. Ngon quá. Vâng, và cái bánh xèo ở đây được gói bằng lá chuối. Đây. Để đem về. Đủ mới gói là. Đem về hả? Dạ, đúng rồi, cái này để đem về. Vâng, tại vì gói lá chuối nó sẽ không bị dính. Ừ. Giữ nóng hả cô? Nóng. À, con ăn thế rồi cô. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn chú nha. Nhân đây thì chương trình gửi đến lời cảm ơn cô đã cho tụi con khám phá được cái món ăn đặc biệt của Đồng Nai mà của quê nhà. Dạ. Cái món ăn này ở đây ở vùng Đồng Nai rất là ít người biết về cái chỗ này và có một cái chợ tên rất là hay, đó là chợ kỷ niệm. Khi các bạn đến Đồng Nai, đến trường phổ thông trung học Ngô Quyền, các bạn đối diện trường phổ thông trung học Ngô Quyền có một con hẻm 141. Hẻm này có một cái tên đó là chợ kỷ niệm. Chính cái xong rồi nha. Và các bạn đến đây thì gặp cô Nga là người đã có kinh nghiệm 27 năm chán trong cái nghề làm bánh xèo này các bạn. Đến đây thì chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn nhớ đón xem chương trình Rosa Media nha các bạn. Chào. Cảm ơn chú Nga.